Tiếp tục bàn về cái bài cung văn của Tổ Phước Huệ, tức là cái tinh thần Kinh Pháp Hoa của người Việt Nam mình. Tổ Phước Huệ thì không chủ trương chúng ta đọc tụng cho nhiều, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa lý của kinh, rồi theo đó mà tu hành để đạt được kết quả. Cho nên cái bài này là nói về cái thành quả mà của những người tu theo Kinh Pháp Hoa đạt được. Cho nên Ngài mà nói là vãng hoàng tam giới trường nghịch ngữ bạch ngưu chi sa xuất nhập cửu cư chung cứ thanh niên chi tòa này. Cái chỗ này là chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ, cho sâu, để rồi chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó. Cho nên kinh thì gần nhất là chúng ta có 28 phẩm, 6 vạn lời. Nhưng mà xa nữa đó, thì lại Kinh Pháp Hoa của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi đó, Kinh Pháp Hoa mà của Phật Quan Âm Vương Đức Phật nghe được khi Ngài còn là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cho nên Kinh Pháp Hoa là mở ra cho chúng ta một cái chương trình rộng hơn, là những cái gì mà Đức Phật đã dạy ở trong Tạng Nikaya. Cho nên ở trong Tạng Nikaya thì Đức Phật chỉ nói những cái gì mà ta biết là như lá trong rừng, những cái gì ta nói cho các ông là như lá trong tay. Nhưng mà khi các ông nghe được, rồi các ông hiểu được, các ông làm được thì cái này còn nhỏ hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến khi mà Ngài vào Niết Bàn, rồi cho tới ngày nay đó, tất cả các vị tổ sư mà ra đời ở trên tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đó, tức là mỗi một vị hiểu một cách khác nhau, rồi ứng dụng một cách khác nhau, cho nên cũng có cái kết quả khác nhau. Cho nên có vị đó, thì căn cứ vào cái tứ thánh đế để tu hành, thì khi mà căn cứ vào tứ thánh đế tu hành á, tới cuối cùng ấy bảo là chứng được cái diệt đế. Thế nên chứng được diệt đế đó là Niết Bàn. Chứng diệt đế là gì? Tức là thấy được ngũ uẩn giai không, tức là năm uẩn là không có, không có thật có, do hợp lại mà có. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu thêm cái hợp lại là thế nào, ly tán là không, người ta hiểu ly tán là thế nào. Tên hợp lại chúng ta biết rồi, tức là con người. Nhưng mà ly tán thì trở về không. Thì ở cái không này đó, ở trong Đạo Phật chúng ta hiểu thêm cái nữa này. Cái không này đó là được tất cả các cái ngũ uẩn, tức là tất cả các chúng sanh đó, hội nhập vào trong không này. Bên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật này, cái khởi đầu của vũ trụ
nhân sanh, là nó khởi đầu từ cái chỗ không này. Thế nó từ chỗ không này, thế nên trong cái không này đó, chúng ta biết là nó có tất cả, gọi là sum la vạn tượng, chứ không phải không là không có gì hết. Thế nên không này đó, tức là trí tuệ bát nhã, tức là chứng được bát nhã. Mà chứng được bát nhã là Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, tức là thấy cái thân tứ đại ngũ uẩn này là không. Nhưng mà trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này là không á, ta nhìn kỹ ta thấy nó là không. Dù chúng ta còn sống này nữa, nó nhìn vào con người nữa thì ta thấy nó là trống không, nếu bằng mắt trí tuệ. Cho nên mắt trí tuệ này, tôi nói gần nhất là chúng ta dùng mắt khoa học. Cho nên mắt khoa học mà chúng ta nhìn qua cái cơ thể của con người, nhìn qua vật chất, nhìn qua tinh thần, có phải là ta thấy không? Nhưng mà ở trong cái không này nó có con người không? Tức là vẫn có con người chứ, đó, vẫn có con người, chứ không phải không là không có, phải không? Cho nên những người mà ta tu là tới chỗ này nữa, ta chấp vào chỗ này nữa, thì ta kẹt vào niết bàn này, gọi niết bàn không. Thì bên Kinh Pháp Hoa gọi đây là gì? Là thú tịch thanh văn. Tức là hàng thanh văn đó, mà kẹt vô trong cái chỗ không này đó, tức là không có gì nữa hết, cho nên phiền não hết rồi, phải không? Ngũ uẩn tan biến rồi thì mình cũng mất luôn, phải không? Đây là thu tịch tinh văn, là tới đây thôi. Qua tới Kinh Pháp Hoa nữa, thì cái chỗ không này là gì? Niết bàn không này là gì? Ở đây ta gọi là quá thành. Thành ra Ngài mới nhận được chỗ này, Ngài dùng chữ thê tức quá thành. Tại vì chúng ta mệt mỏi trong sanh tử quá rồi, chúng ta đau khổ trong cái sanh tử quá rồi, cho nên bây giờ nữa, dùng cái pháp quán từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, cho tới bát thánh đạo nữa, tức là nhập vào không môn, thì bây giờ không có cái gì nữa hết. Cho nên nữa, gọi là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không thì khổ tập diệt đạo nó cũng là không, không có nữa. Thế nó tới đây bỏ hết, khổ hết, nguyên nhân khổ cũng hết, và chuyện tu hành cũng hết, cho đến diệt đế cũng có nữa. Cho nên những người mà họ thực tu đó, tới chỗ này họ thấy được là ngũ uẩn giai không thiệt, tự thanh đế cũng không luôn. Thanh ra kinh Tâm Kinh Ngài Huyền Trang dịch cho chúng ta thấy rõ, tứ thanh đế cũng không có. Cho nên gọi là mộng tưởng niết bàn là mộng tưởng. Ta niết bàn mà chúng ta chứng đó thì cái này cũng mộng tưởng. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi đây là quá thành. Đấy. Tại vì mệt mỏi, sợ hãi, chán nản cái thế giới sanh tử khổ đau, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới đưa ra cái pháp tứ thánh đế để chúng ta tu. Đây nên là gọi là quá thành, tức là trạm dừng chân này. Tại vì phải vượt qua 500 do tuần đường hiểm, nhưng mà đi xa quá cho nên ta sợ, ta không thể nào biết được, ta không thể nào thấy được, ta không thể nào hiểu được. Cho nên đây là cái trạm dừng chân mà của nhị thừa. Tại con người đang khổ đau như thế này mà bây giờ nói không khổ. Và bảo là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo nữa, thì ai mà sợ hết, làm sao dám. Cho nên phải có cái trạm dừng chân đây. Nên đây Kinh Pháp Hoa gọi là thê thức quá thành này. Tại vì mệt mỏi cho nên phải tạm dừng chân ở đây. Tức là Đức Phật dùng cái thần lực của Ngài để mà hóa ra cái thành để chúng ta an nghỉ.
Cho nên chỗ này nếu mà chúng ta nữa suy nghĩ kỹ một chút và thực tập á, thì chúng ta thấy rõ trong thời Đức Phật còn tại thế, tất cả mọi người đi theo Ngài đều cảm thấy an lành, hay là chứng quả A-la-hán dễ lắm. Đấy là sự thật. Thì cái A-la-hán quả này đó là thực Đức Phật cho chúng ta đó. Đức Phật tạo điều kiện để chúng ta được an lành. Cho nên dù có nguy hiểm mấy đi nữa đó, mà chúng ta được nương với Đức Phật, chúng ta cảm thấy an lành. Ngay bây giờ đó, nếu mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nếu mà ai mà có niềm tin ở Đức Phật và nương được vào Đức Phật đó, thì họ vẫn cảm thấy an lành chứ. Cho nên nương vào Phật, nhờ Đức Phật che chở, cho nên ta cảm thấy an lành. Nhưng không phải là tất cả đều được an lành. Cho nên người nào có niềm tin, người nào có căn lành, cho nên họ tin là Đức Phật che chở họ, thì họ cảm thấy được an lành, không sợ. Còn nếu mà không có niềm tin thì vẫn sợ chứ, và chắc chắn không được che chở đâu. Đấy, kinh nghiệm tu cho chúng ta thấy chỗ đó. Cho nên cái này quả A-la-hán là tạm dừng chân. Nhưng mà tạm dừng chân tức là tới cái niết bàn không, thì kinh Pháp Hoa đã gọi là ra khỏi cái nhà lửa tam giới rồi, phải không? Chúng ta bị đốt cháy này, bây giờ hết đốt cháy rồi, ra khỏi rồi. Mà ra khỏi cái gì? Cái nhà lửa này là lửa gì? Đức Phật gọi là lửa tam độc, do lòng tham chúng ta mà nó đốt chết chúng ta, do cái bực tức chúng ta mà chúng ta lao đầu vào chỗ chết, phải không? Bây giờ tham hết và bực tức hết thì đương nhiên chúng ta sáng rồi, chúng ta không dạy gì chúng ta lao đầu vô chỗ chết nữa, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu nữa, thường thì ta nghe các bậc chân tu họ nói, nếu hãy đem đặt mình vào chỗ an thì nó an, đặt vào chỗ an thì nó an, nhưng mà đem đặt mình vào chỗ nguy thì nó nguy chứ. Thành ra trong An Lạc Hạnh Đức Phật dạy chúng ta rõ cái điều này rồi. Thành ra có những người muốn an mà cứ đem đặt mình vô chỗ nguy, đặt vô chỗ nguy làm sao an được. Rồi lúc bây giờ nó mới than bảo là tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Ai không để cho mình tu? Tại mình lao vô cái chỗ tranh chấp, mình lao vô cái chỗ quyền lợi, mình lao vô chỗ danh vọng, thì chỗ này là chỗ nguy hiểm, chỗ chết người mà mình đòi an làm sao an được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó là phải hiểu và phải thực tập, phải tu thì chúng ta thấy được an lành. Cho nên hoàn cảnh nào đi nữa đó, mà cái người tu thực đó, thì họ cảm thấy an. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu chúng ta còn tham, còn đòi hỏi thì cái trường hợp chắc chắn là không an. Tôi nhớ khi mà đọc cái truyện của Ngài Hư Vân Hòa Thượng, thế nên truyện Ngài Hư Vân Hòa Thượng nó cho chúng ta thấy cái này. Khi mà Trung Quốc mới vừa giải phóng, thống nhất đất nước, lúc đó phải nói là bất an, phải không? Thành bất an. Nhưng mà Hư Vân Hòa Thượng là tìm cái an ở trong bất an, tìm cái an ở trong bất an. Cho nên cái chỗ này nữa, mà Tổ Phúc Huệ nói là thanh lương quả trạch, tức là tìm cái an ở trong bất an, ở trong cái nhà lửa tam giới bị lửa tham, lửa sân và lửa si này đốt chết này. Nhưng mà chúng ta không tham, bực tức và sáng suốt thì chúng ta thoát ra được. Nên chúng ta thoát được. Nên trước đó đó thì Tăng Ni coi như là sống đầy đủ ở trong chùa, không phải làm gì hết, nhưng mà đời sống đó, đầy đủ
mà đầy đủ hơn cả người thế tục nữa. Thì như vậy có tốt không? Cái người có trí tuệ ta nhìn ta thấy này không hợp lý rồi. Ở không không làm gì hết mà chỉ có hưởng thụ. Cho nên lúc bây giờ xã hội nó gọi đây là gì? Cái lực lượng phi sản xuất phải không? Cái nhóm người ăn hại phải không? Đấy. Xã hội mà nó nhìn nó thấy mình là ăn hại, nó thấy mình là không ích lợi gì hết, thì mình có đáng để tồn tại không? Chắc chắn là không thể tồn tại được. Cho nên cái lúc đó, khi mà Mao Trạch Đông thống nhất đất nước thì Chư Tăng cảm thấy khổ sở quá. Một số thì bỏ chạy ra ngoài, chạy ra Đài Loan, chạy ra Hồng Kông, thậm chí chạy qua Việt Nam mình. Còn số ở lại đó thì sống dở chết dở. Ngài Hư Vân Hòa Thượng thì lúc đó Ngài ở Hồng Kông, Ngài cảm thấy bình yên rồi. Nhưng mà chỗ này nữa, Ngài cảm thấy bình yên, mọi người khuyên Ngài ở đó để được bình yên. Nhưng mà Ngài nói là tôi ở đây thì bình yên rồi, còn trở lại mấy vạn tăng ni làm sao? Cho nên Ngài tình nguyện trở vào trong lục địa, tức là trở lại Trung Quốc. Ngài ở ngoài rồi, Ngài đi vô, cho nên đi vào nhà lửa đây, phải không? Thế nên vào nhà lửa, nhưng mà tất cả mọi người lúc đó cảm thấy lửa tham đốt chết, lửa sân đốt chết, khổ sở vô cùng. Nhưng mà Ngài vô đó, Ngài dạy mấy thầy xong, mấy thầy nên nhìn cuộc đời thực tế một chút, tại vì mình đã sai lầm rồi. Nên đạo Phật là đạo cứu đời, nhưng mà mấy thầy biến đạo Phật trở thành đạo ăn hại, thì cái trường hợp này làm sao tồn tại được? Phải trả lại cho Phật giáo cái vị trí của nó, như là thầy tổ chúng ta xưa kia đã từng làm. Sanh ở trong một cái đất nước nào, ở trong hoàn cảnh nào, thì mình cũng phải đóng cái vai cứu khổ ban vui như Đức Phật mình đã làm, thầy tổ mình đã từng làm. Đây là việc quan trọng. Đầu tiên là Ngài bảo là Chư Tăng phải sản xuất. Tại vì Tổ Bích Trượng trước đó đã từng tổ chức Tăng Ni sản xuất rồi, sản xuất để cung cấp cho cái đời sống của Tăng Ni. Còn lại đó chúng ta có thể giúp cho xã hội, cho cuộc đời. Thì như vậy chúng ta được xã hội, được cuộc đời kính trọng chứ. Cái vị trí Phật giáo là chỗ đó đó. Cho nên Ngài cũng đích thân, Ngài sản xuất, Ngài đi sản xuất, Ngài làm với tất cả mọi người. Chư Tăng thì cảm thấy mệt mỏi, thì Ngài nói các thầy mệt thì các thầy nghỉ, nhưng mà tôi thấy còn cần phải làm thì tôi làm. Các vị biết lúc đó đó là Ngài Hư Vân mấy tuổi không? 110 tuổi rồi. 110 tuổi rồi đó mà Ngài vẫn vác cuốc ra đồng Ngài làm. Mọi người cứ thấy là chánh quyền gây khó khăn, nhưng mà Ngài nói là chánh quyền đối với mình như vậy là quá tốt rồi đó. Quá tốt sao? Tức là cho mình mượn lúa để ăn, phải không? Cho mình mượn lúa để ăn, nhưng mà phản sản xuất để trả lại cho nhà nước. Vậy nó quá tốt rồi gì nữa. Mà mình mượn được như vậy nữa là chính phủ xử sự với mình tốt, vẫn còn tốt hơn người dân, thì mình nên cảm ơn chính phủ đi đã. Đây là cái nhìn của một cái bậc cao tăng, một bậc thánh tăng thôi. Còn tất cả các bậc phàm tăng thì cảm thấy hồi trước mình sướng quá, bây giờ mình khổ quá, phải không? Hai cái này hoàn toàn khác. Cái này nhà lửa tam giới, cho nên chỗ này gọi là thanh lương quả trạch. Mặc dù ở trong nhà lửa nhưng mà tìm thấy được cái sự an lành trong đó.
Cho nên cái nhu cầu của Ngài nó nhỏ hơn là cái cung cấp ở bên ngoài. Cho nên nhà nước cho mượn lúa để ăn làm mùa. Ngài nói cái này quá tốt rồi, những người khác còn chưa được, mình được như vậy tốt rồi, cho nên nó phải sản xuất. Nhà nước thương mình, thấy mình hồi trước giờ đó chưa biết làm nông, cho nên bây giờ đó còn nhiều khó khăn, cho nên nhà nước giúp đỡ. Đây là cái điều quan trọng. Do cái nhìn đó cho nên Ngài thấy Ngài an lành. Cái nhu cầu ít hơn là cái mình có được. Còn những người nữa mà cái nhu cầu nhiều hơn cái mình có đó, thì cái này luôn luôn khổ, bị cái nhu cầu này nó đốt chết mình, và lửa tham đốt chết. Cho nên Tổ Phước Huệ gọi là thanh lương quả trạch. Mặc dù ở trong nhà lửa nhưng mà mình không bị cái lửa này đốt chết, không bị lửa tham này đốt chết nữa. Mình cứ sinh hoạt dưới cái mức mình có thì mình vẫn thấy an lành. Thành ra đó, có khi hết gạo rồi nữa, Ngài mới biểu thôi bây giờ hết gạo rồi thì mấy thầy ra nhổ khoai vô ăn, phải không? Mình hết gạo nhưng mình còn khoai thì mình vẫn ăn được chứ, vẫn sống được. Đấy. Tức là sống dưới cái mức mình có đây. Mình hết gạo, mình không ăn cơm, mình còn khoai thì mình ăn khoai chứ vẫn sống được chứ. Rồi mai mốt mình thu hoạch được có lúa, có gạo thì mình tiếp tục ăn cơm trở lại. Đó là cái điều mà Ngài Hư Vân đã thực tập. Cho nên Ngài tiếp tục sống cho đến 120 tuổi Ngài mới vào Niết Bàn. Cho nên cái này là sống ở trong nhà lửa. Sống trong nhà lửa mà không bị lửa đốt chết, gọi lửa tham dục đốt chết, lửa bực tức đốt chết, lửa ngu si đốt chết. Còn những người nhiều ham muốn, nhiều bực tức và thậm chí ngu si, liều mạng thì cái này chết rồi, phải không? Tất cả những người này đều chết. Ngài Hư Vân sống tới 120 tuổi. Đây là cái điều mà đáng quý mà chúng ta cần phải học. Ở Việt Nam chúng ta có hai hòa thượng mà tôi có điều kiện tiếp xúc mà tôi rất kính trọng. Đó là Hòa Thượng Thanh Bích và Hòa Thượng Phổ Tuệ. Tức là hai vị hòa thượng này là hai bậc chân tu. Hai bậc chân tu. Hòa Thượng Phổ Tuệ nói một câu đó mà mọi người đều rơi nước mắt. Tức là Ngài không dám xâm phạm một đồng tiền, một bát gạo của ai. Cho nên Ngài làm ruộng để sống. Thành ra Ngài sống cho đến 105 tuổi, Ngài mới viên tịch đây, làm tấm gương sáng mà cho tăng ni và Phật tử chúng ta học. Thành ra trước đó chúng ta còn thấy một người, tức là Hòa Thượng Thanh Bích cũng là phó pháp chủ của chúng ta. Ngài cũng sống trên 100 tuổi. Thành ra sống trên 100 tuổi, Hòa Thượng Thanh Bích có một cái điều rất đặc biệt là không biết xài tiền. Cho nên một bộ đồ hòa thượng có thể mặc đến mấy năm. Cho nên những người tu hành thì ở trong hoàn cảnh nào thì họ đều sống trong hoàn cảnh đó hết. Họ không bị lửa tham dục đốt chết, họ không bị lửa sân hận đốt chết, họ không bị lửa ngu si đốt chết. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa gọi là thanh lương quả trạch. Cảm thấy mát mẻ ở trong nhà lửa, mát mẻ trong nhà lửa tam giới. Thì như vậy đó là hạnh của Bồ Tát, cho nên mới dám dấn thân, mới đi vào trong cuộc đời này. Tu theo Kinh Pháp Hoa bảo là đầu tiên là chúng ta phải dùng ba xe mà vượt ra khỏi cái nhà lửa này. Mà ba xe vượt ra khỏi nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Tức là ba cõi này. Cho nên ta gọi là ba cõi này không yên như ở trong nhà lửa. Câu này là của Kinh Pháp Hoa này, ở nhà lửa. Ba cõi mới yên. Ở trong cõi dục không yên rồi, lên cõi sắc cũng chưa chắc yên, mà lên tới vô sắc cũng chưa chắc yên đâu. Tại còn ở trong sanh tử luân hồi thì còn chịu cái này. Cho nên phải ra khỏi sanh tử luân hồi, phải ra khỏi bãi đất trống, ra tới bãi đất trống. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa bảo là ra khỏi
cái nhà lửa tới bãi đất trống, tức tới chừng đó là chúng ta nhập được không môn, tức là tâm chúng ta trống không rồi, cho nên đây gọi là niết bàn. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu mà khi các vị tu chứng tới quả A-la-hán, tức là niết bàn, thì cái trường hợp đó không gặp được Đức Phật, không phát được Bồ Đề Tâm, thì họ sẽ tan biến vào hư không và mất luôn. Cho nên nhiều vị A-la-hán nhập niết bàn rồi, chứng tới chỗ này rồi đó, là thấy không còn gì nữa hết nữa. Thân mình cũng còn gọi là tứ đại ngũ uẩn không có, cho nên mình cũng không có, thành linh hồn cũng không có nữa. Chỗ này chúng ta dễ rơi vô đoạn kiến. Khi mà ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống rồi, thì bây giờ cái chỗ mà Ngài Huệ Năng thấy là sao? Ngài Huệ Năng thấy minh cảnh diệt phi đài bản lai vô nhất vật hà xứ nhã trần ai, tức là không có gì nữa hết, phải không? Từ xưa tới nay là không có, không có gì hết, thì làm sao dính bụi? Không, bụi không dính. Mà vô nhất vật, tại này đó, mình tu thanh văn mình tới đây vô nhất vật mình thấy còn gì nữa hết, trống không, không có gì hết, phải không? Nhưng mà Việt Nam mình, Tổ Dư Hàng nói thêm câu rất là ý nghĩa, gọi là vô nhất vật trung vô tận tạng. Lần đầu tiên tôi ra Hải Phòng tới chùa Dư Hàng, tôi mới đọc cái câu này tôi mới giật mình. Vô nhất vật trung vô tận tạng, đây là truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta chứ, thiền của Việt Nam chúng ta chứ. Tức là một người tu hành á, thì bây giờ đó, một bát gạo một đồng tiền cũng không giữ, phải không? Nhưng mà ta nói thêm câu nữa đó, là của vua thua của Phật. Cho nên đây là vô tận tạng đây. Cho nên chúng ta không chất chứa tiền của, nhưng mà ta biến tiền chùa của này trở thành công đức. Ta biến cái tiền của này nó trở thành vô lậu. Ta biến cái thân ngũ uẩn này nó trở thành vô lậu. Chứ không phải không có. Ta tưởng nó mất hả? Nó không mất. Ta nói cái thân hữu lậu khổ, cái tiền của hữu lậu là không đem theo được. Nhưng mà ta biết nó không đem theo được mà chúng ta cứ giữ nó đó, thì chúng ta chết chúng ta mất hết. Chắc chắn là thân chúng ta chết mất, tiền của chúng ta chết rồi cũng mất, phải không? Thậm chí chúng ta còn sống mà vẫn mất mà. Nhưng mà muốn nó mất là đem gửi vào trong cái kho vô tận tạng, gọi là vô lậu công đức. Cho nên nó có cái phước đức hữu lậu và có cái vô lậu, phải không? Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma: trẫm xây được bao nhiêu chùa, độ bao nhiêu tăng, thì trẫm được bao nhiêu công đức? Bồ Đề Đạt Ma trả lời: không có công đức gì hết. Thế nên Ngài chỉ có một số phước đức nhỏ thôi, không đáng kể đâu. Thế nên muốn có công đức thì phải đem đổi nó vào trong trong vô lậu, nó mới thành công đức. Mới đem gửi nó vào trong vô tận tạng thì nó mới còn mãi, phải không? Ta nó gửi nó vô tận tạng rồi nữa, thì cái này chúng ta sanh ở đâu nó hiện ra ở đó. Ta nói chư thiên á, mà Đức Phật nói là hay họ sanh chỗ nào đó thì lầu cát hiện ra ở đó. Đây là rõ ở trong cái vô hình, nó là lắm. Hãy cái người mà có phước đức tới chỗ nào đó thì chỗ đó đường xá lầu cát mọc lên, phải không? Còn cái người tội lỗi trần lao nghiệp chướng tới chỗ nào đó thì chỗ đó trở thành ra gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây chúng ta thấy rõ chứ, cũng là người hết, nhưng người phước đức khác, người có trí tuệ khác, người bần cùng khác, người ngu si khác. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy như vậy.
cái phước đức nó cũng theo con người chúng ta, mà cái công đức á, nó cũng theo con người chúng ta. Đức Phật nói là giống như là cái đuôi con trâu dính vô con trâu này. Tại vì chúng ta sanh ở đâu nó theo đó, bỏ nó không được, chúng ta chạy không được đâu. Chạy tới đâu nó vẫn bám theo ta tới đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận rõ cái chỗ này thấy. Cho nên tới chỗ này thực chứng thì ta mới thấy là vô nhất vật, vô nhất vật. Nhưng mà thêm cái vô nhất vật trung vô tận tạng, trong cái vô nhất vật đó, trong cái không đó, phải không? Trong cái không mà chúng ta chứng được đó, tất cả những cái gì mà đã có từ trước đó, nó nằm ở trong cái không này. Cho nên từ cái không này nó biến thành có, biến thành có. Cho nên đó, chúng ta muốn nó thành cái gì thì nó sẽ thành cái đó cho chúng ta thôi. Đây nó khác. Nghiệp chướng trần lao ấy, thì cái chúng ta muốn ấy, nó không tới. Nhưng mà công đức ấy, thì cái gì ta muốn cái này tới. Đây là cái sự thật. Cho nên trong cái không ấy, mà tất cả đều có trong đó hết. Tại vì những cái có nó đều nhập vào trong cái không, thì trong cái không nó sẵn có cái có. Nhưng mà cái có này nữa mà của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta nữa, cái gì ở đây nữa là trường ngự bạch ngưu chi sa đây. Thế nên ông trưởng giả đem cho chúng ta một cái xe lớn mà có trâu trắng kéo cái xe này. Cái xe này có công năng gì? Nó chạy từ ở trên ba tầng cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó chạy xuống tới nhân gian, nó luôn xuống tới địa ngục. Cái xe này đó, nó có khả năng đi như vậy đó. Cái bạch ngưu sa này nó đi như vậy. Cho nên bảo là giảng hoàng tam giới, tức là đi ra đi vào tam giới. Đi ra là đâu? Tức là từ ở trong cái có mà chúng ta đi ra chỗ không, phải không? Rồi bây giờ đó, chúng ta từ cái không mà chúng ta vào cái có chứ, chúng ta hiện ra chứ, từ cái không mà hiện ra cái có. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải chúng ta đoạn kiến đâu, mất phải. Cho nên Đức Phật Thích Ca là từ cái không mà hiện ra cái có này. Cho nên trong cái không thì gọi là trống không, không có gì hết. Nhưng mà trong cái không của Đức Phật Thích Ca đó là Bồ Tát Hộ Minh đang ngự ở cung trời Đô Xuất. Rồi bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, Ngài nói là Bồ Tát Di Lặc cũng đang ngự ở cung trời Đô Xuất, và chờ thời tiết nhân duyên đúng thì Ngài hiện ra trên cuộc đời, Ngài làm Phật, phải không? Thế nó không chứ, mọi người không thấy Đức Phật Di Lặc đâu hết. Nhưng mà có, Ngài đang ở trong cung trời Đô Xuất. Có, trong cái không có cái có, mà cái có của Ngài đó là ta gọi là diệu hữu, cái có mà thậm thâm di diệu, không ai thấy được hết. Thế nên ai tới đó thì thấy được, ai có mắt thì thấy được, ai có niềm tin thì thấy được. Còn người mù làm sao thấy? Người không có mắt làm sao thấy được? Làm sao mà thấy được cõi trời Đấu Xuất? Làm sao mà thấy được Ngài Di Lặc? Nhưng mà những người có niềm tin, họ vẫn thấy được Đức Di Lặc. Họ cắn cắn lành, họ thấy được. Thế nên Ngài Hư Vân Hòa Thượng, Ngài bị người ta đánh chết đi. Ngài bị người ta đánh chết thì mọi người nghĩ là Ngài chết, phải không? Nhưng mà trong khi mà Ngài nằm Ngài chết đó thì thần thức của Ngài lên cung trời Đô Xuất, nghe Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Đây cái điều quan trọng ta thấy. Ngài lên cung trời Đô Xuất nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, rồi xong Ngài trở lại trần gian thì Ngài sống lại. Thành ra cái trường hợp đây là sự thật, con người thật, chứ không phải là cái trường hợp không có, mà chúng ta không thể nào hiểu được, không thể nào thấy được. Thành ra chúng ta chỉ có tin, tại đó là sự thật, có người thật. Cho nên cái người mà có thiền định, phải không? Có chánh niệm, có công phu,
thì thấy được những cái mà người không có thiền định không thấy. Cho nên có thiền định thì thấy được cái thế giới trong thiền định, có chánh niệm thì thấy được thế giới trong chánh niệm, có căn lành thì thấy được thế giới lành. Còn có nghiệp ác thì đương nhiên là thấy, thấy nhà lửa, phải không? Thấy nhà lửa, thấy ở đâu cũng khổ, tới chỗ nào cũng khổ hết. Đây là sự thật. Cho nên có nhiều người mà nghĩ ở đây khổ quá, chạy qua Mỹ để hết khổ. Nhưng mà qua bên Mỹ rồi đó thì khổ thêm nữa, khổ hơn ở đây nữa. Thành ra khi mà tôi gặp, tôi nói mấy thầy sao ở bên này khổ quá vậy, ở Việt Nam là an lành hơn, phải không? Đây sự thật. Tại vì có những thầy mà bạn với tôi cùng tu hồi nhỏ, nhưng mà khi chạy qua Mỹ rồi ở bên đó sao? Đi làm, đi làm công nhân, làm công nhân rồi lớn tuổi một chút khổ quá, chết rồi. Tất cả những người mà đồng thời với tôi thấy cái này rõ, khổ chứ. Thành cái khổ thì chạy tới đâu nó khổ hết. Nhưng mà tu được thì bỏ cái khổ đi, thì ở chỗ nào cũng không khổ hết. Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu. Tu theo kinh Pháp Hoa là Đức Phật đó là lên Đại Bạch Ngôi Sa ngồi rồi đó, thì lên tới cung trời Đâu Xuất cũng thế, mà đi tới tứ thiền cũng vậy, mà trở lại nhân gian cũng vậy thôi. Ngồi trên cái xe mà trâu trắng kéo này, trâu trắng tức là tiêu biểu cho sạch nghiệp. Cho nên mình không có ác nghiệp thì mình ở bất cứ chỗ nào để mình cũng an lành hết. Còn nếu mà mình còn ác nghiệp, tức là còn tội lỗi, thì mình trốn ở đâu người ta cũng tìm, ta bắt mình hết. Còn mình không có tội lỗi gì đó, mình đứng giữa chợ đi nữa, không ai bắt mình làm gì, phải không? Đây là sự thật ở trên bước đường tu. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là con người mình phải trong sạch hoàn toàn. Cái tiêu chuẩn nó cao nhất ở đây là phải đắc quả La Hán rồi mới phát Bồ Đề Tâm đây. Mà đắc quả La Hán lên là tham sân si đoạn tuyệt rồi. Cho nên ngũ quẩn đã chuyển hóa rồi. Cho nên như chỗ này nữa, bảo là phá được ma quân, phải không? Tức là phá được ngũ ấm. Cho nên phá được ngũ ấm rồi, dẹp được phiền não rồi, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới cho ta một viên ngọc quý mà của Ngài, tức là Phật Huệ, đem cho ông ta. Cho nên trên bước đường tu đó, thực chất là tu tam thừa, nhưng mà chứng nhất thừa là chỗ này. Cho nên tu tam thừa tức là chúng ta phá ngũ ấm ma, chúng ta phá phiền não ma, phá hai cái loại ma này rồi đó, thì trí tuệ chúng ta sáng ra. Bảo là Đức Phật cho chúng ta, nhưng mà thật ra nếu hết phiền não thì tự tâm ta sáng ra. Tại chúng ta buồn quá, chúng ta sợ quá, chúng ta lo quá, cho nên chúng ta trở thành mờ ám đi. Nhưng bây giờ chúng ta bình tĩnh thì chúng ta tự sáng suốt chứ. Cho nên nói Đức Phật cho, nhưng mà Đức Phật không phải Đức Phật, Đức Phật nói Ngài không cho. Cái này là của ta, cái viên Minh Châu này là của ta, cái tâm chúng ta sáng. Nhưng mà tại vì phiền não nó bao vây, ngũ ấm nó ngăn che, cho nên chúng ta mờ. Thì bây giờ phá được cái ngũ ấm ma, phá được phiền não ma, thì tâm chúng ta tự sáng ra, cái viên ngọc trong tâm ta tự sáng ra thôi. Mà viên ngọc chúng ta sáng ra rồi, tâm chúng ta sáng rồi, tức là phiền não hết rồi, ham muốn không có nữa, thì từ ở trên các cõi trời cho đến cho tới địa ngục, ở đâu chúng ta cũng thấy được mình an lành hết. Cho nên nó bảo là vãng hoàng tam giới trường ngự bạch ngưu di sa nữa. Tức là trở lại ba cõi, chứ không phải là tan biến vào trong hư không mất luôn, không phải nữa. Cho nên Hòa Thượng Trí Hải trước khi Ngài chết, Ngài có vào Nam, cho nên Ngài thăm miền Nam. Thì bây giờ tôi gặp Ngài nữa, Ngài mới nói này,
tôi phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu cho đất nước chúng ta được hòa bình. Nhưng mà mới tụng được 600 bộ đó thì đất nước đã hòa bình thống nhất rồi. Thì tôi mới thưa với Hòa Thượng, còn 400 bộ nữa Hòa Thượng để con tụng cho. Thì mấy thầy đứng bên cạnh tôi mới nói này, nó Thượng Tọa làm trưởng ban Hoằng Pháp mà thì giờ đâu để Hòa Thượng Tọa tụng 400 bộ kinh Pháp Hoa cho Hòa Thượng Trí Hải. Thành ra tôi mới nói, nghĩ trong bụng là mấy thầy này không hiểu về ý nghĩa kinh Pháp Hoa mà Hòa Thượng Trí Hải nói, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta phải nhận ra chỗ này chứ. Thành ra 600 bộ Hòa Tụng Tụ là cái gì? Hòa Thượng Tụng là cái gì đấy? Còn 400 bộ còn lại đây là cái gì đấy? Thành ra hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi Hòa Thượng nói thêm một câu nữa, mấy thầy tiếp tục ở đây Hoằng Pháp đi, tôi về Cực Lạc mấy hôm để thăm Đức Di Đà, rồi tôi sẽ trở lại thôi. Cho nên ta đọc cái câu mà vãng hoàng tam giới này, tức là về Cực Lạc thăm Đức Phật Di Đà rồi trở lại thế giới Ta Bà này hành đạo, phải không? Cho nên đi ra đi vào ba cõi, đi qua Cực Lạc trở lại Ta Bà. Cái này cái người tu Pháp Hoa không sợ. Tại sao không sợ? Là tại vì ta không có nghiệp ác. Cho nên ta không có nghiệp ác thì chúng ta ở đâu cũng không bị bắt hết, phải không? Còn ta có nghiệp ác thì ta trốn ở đâu cũng bị bắt thôi. Tên ta có trí tuệ thì chúng ta không bao giờ mà chui vào trong cái chỗ nguy hiểm. Cái người có trí tuệ thì không bao giờ mà nhào vô cái chỗ có quyền lợi, có tranh chấp. Tên nó có quyền lợi, có tranh chấp. Thì cái trường hợp vô đây thì nhà lửa thôi, bị đốt chết thôi. Cho nên có trí tuệ ta biết cái chỗ này chết ai vào chí, ta đi tìm đường sống chứ. Cho nên ở đâu gầu dầu địa ngục hay là thiên đường cũng chẳng khác nhau. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mà đi vào trong địa ngục, ta nên ngài vào trong địa ngục thì bây giờ đó Diêm Vương phải mở cửa địa ngục và tiếp đón ngài, mở cửa để đón ngài chứ. Còn tội nhân thì cái trường hợp đó má diện ngưu đầu đó trồng thòng lọng vô cổ kéo đi, phải không? Ngài Địa Tạng tới đó, ngài cỡ Địa Thính tới đó thì ngài chỉ giọng tích trường một cái là Diêm Vương ra vòng tay đón tiếp, nó khác đi. Cho nên xuất nhập cửu cư tức là từ trên cõi trời mà xuống tới loài người, xuống tới địa ngục. Ta ở đâu vậy? Cứ ngồi trên tòa sen xanh giống như là Bồ Tát Địa Tạng vậy đó, thì ở đâu cũng giống nhau thôi. Ta nói Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục đó, đâu có khác với mấy thầy ở trong Niết Bàn, phải không? Các vị A-la-hán trong Niết Bàn ấy, thì ngài Địa Tạng ở địa ngục đó, cũng không khác với những người ở trong Niết Bàn. Cho nên đó, khi mà phát tâm đại thừa hành Bồ Tát đạo chứng được quả vị Phật thì bây giờ đó ở bất cứ chỗ nào cũng là Phật thôi, cũng là Phật, trên thiên đường cũng là Phật, Niết Bàn cũng là Phật, mà địa ngục cũng là Phật, ở chỗ nào cũng là Phật hết. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Tổ Phước Huệ muốn dạy chúng ta chỗ này, được tự tại, không có bỏ, không có trốn, không có sợ. Thành ra chỗ nào mà người trì kinh Pháp Hoa ở đó thì cách đó 500 do tuần không có, không có khổ đau, phải không? Đấy, đây là cái điều quan trọng. Còn những người chung quanh chúng ta còn khổ đau thì nên xét lại cái tư cách mà hành giả Pháp Hoa của chúng ta đi. Đây là giả danh chứ không phải là thiệt. Đấy, trên bước đường tu chúng ta đó, kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, ai gần người này tâm cũng được an. Họ gần ta mà họ thấy an thì ta tu Pháp Hoa, mà họ gần ta họ thấy nguy thì cái trường hợp này ta rớt qua tà đạo, phải không? Thành phải tự thấy như vậy chứ không phải tụng kinh,
mà coi như là hành giả không phải. Thành ra nội dung của kinh, yếu chỉ của kinh đã dạy chúng ta cái này rõ ràng. Thanh lương quả trạch thê tức quả thành, tạc tỉnh phùng nguyên tiện tế lao sanh chi muộn. Tạc tỉnh tức đào giếng mà gặp nước, phải không? Cái chỗ này đó là chúng ta đã đọc tới cái phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư này. Thành ra người tu, cái người tu theo kinh Pháp Hoa này đó, ta ví như là đào giếng ở trên cao nguyên. Ta nên mới khởi đầu tu thì chúng ta tu từ cái gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, phải không? Tu ở hiền vị này nè, là bắt đầu tu là bắt đầu đào giếng. Mà mới bắt đầu tu tức là mới bắt đầu đào giếng ở trên cao nguyên thì sao? Thấy đất khô, tìm nước mà gặp đất khô thì gì? Chúng ta phải biết cách nước còn xa, phải không? Đây, trên bước đường tu chúng ta mà còn khó, còn khổ đây, thì chúng ta biết chúng ta cách đạo còn xa lắm. Phải tự biết chứ. Còn bây giờ đó mình khó, mình khổ mà mình nghĩ là mình người tu chân chánh đây, chưa chắc đâu, phải không? Đây còn đầy trần lao nghiệp chướng đây. Thân chúng ta còn mang nghiệp chướng, tâm chúng ta còn nhiều tham vọng, cho nên khổ có chứ. Bây giờ đó, tâm chúng ta hết tham vọng đi, đào di dưỡng tức là chúng ta nỗ lực, chúng ta tu. Tu làm gì? Tức là đoạn được cái tham đi, phải không? Thế nên đoạn được cái lòng tham rồi, đoạn được cái bực tức rồi thì sao? Chúng ta sẽ thấy đất ướt và đất bùn nữa. Phải ra công đạo, phải chịu cực, phải xóa cho sạch cái này đi thì cái kia nó tới. Hết tham thì phước tới, còn tăng trưởng lòng tham thì nghiệp tới, phải không? Cho nên càng tu càng làm, càng nỗ lực, càng phấn đấu, càng cố gắng thì khổ cứ chồng chất lên khổ. Còn cái này chúng ta biết rồi, cho nên chúng ta đoạn cái này một cái đó thì hết khổ liền lập tức. Hết khổ tức là tới đất ướt rồi, tức là có nước rồi. Đào giếng là tìm nước, nhưng bây giờ tới đất ướt rồi. Đức Phật nói là nếu hay tới đất ướt, đất bùn thì biết sắp được tức nước. Thế nên tu đạo Bồ Tát cũng lại như thế. Thế nên tu đạo Bồ Tát cũng lại như thế. Như thế là sao? Tức là nghe được kinh Pháp Hoa thì biết mình đã gần tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chưa nghe được kinh Pháp Hoa thì còn cách đạo xa lắm. Bồ Tát mà nghe kinh này còn kinh nghi sợ sệt là Bồ Tát mới phát tâm. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Nghe kinh Pháp Hoa, nghe tên kinh Pháp Hoa mà sợ đó, gọi là Phật đạo dài xa đó. Đây là những người mới phát tâm. Tại mới phát tâm cho nên là còn cách đạo xa lắm. Nhưng mà bây giờ tới đất ướt, đất bùn rồi thì đạo đã gần rồi, phải không? Đấy. Cho nên nghe được kinh Pháp Hoa có nghĩa là tới được đất ướt, đất bùn là biết sắp được tới nước rồi đấy. Thế nên người tu đạo Bồ Tát đó, mà nghe được kinh Pháp Hoa, phải không? Nghe kinh Pháp Hoa này chỗ gì? Tức là chúng ta có một cái đời sống trong sạch. Đấy. Chúng ta có một cái tâm hồn trong sạch. Đây, cái này là yếu chỉ tu hành của Hòa Thượng Pháp Chủ Đề Tam ấy. Hòa Thượng nói tâm hồn trong sạch và thân trong sạch, đó là cái nghệ thuật sống của người tu. Nghệ thuật sống người tu ta đã tu chỉ khác hơn người đời có một cái đó, là tâm hồn đừng để cho nhơ bẩn. Nhơ bẩn nhất đây là gì? Tham sân si là nhơ bẩn nhất. Đấy là sự thật. Còn thân mà chúng ta nhơ bẩn đây là gì? Đây là thùng phân. Lại tại vì chúng ta đã chứa trong cái thân này vô số sanh linh trong này, nợ không biết bao nhiêu trong cái thân này nữa. Này thân nhơ bẩn, cho nên thân nhơ bẩn, tâm nhơ bẩn thì bệnh hoạn, khổ đau, sợ hãi, tất cả những này luôn luôn bao vây chúng ta thôi. Cho nên khi mà Bồ Tát đó, thì bây giờ đó, thân đã trong sạch rồi, tâm đã trong sạch rồi. Tức là thân trong sạch giống như hoa sen, là tại vì chúng ta ở trong bùn nhơ, ta ở trong cái chốn tội lỗi mà ta không nhiễm.
gọi là sống giữa hồng trần mà không nhiễm bụi trần đấy. Sống giữa hồng trần mà không nhiễm bụi trần là sen, tức là sen ở trong bùn nhưng mà không tanh hôi bùn, đây là pháp hoa đây. Còn diệu pháp ấy, là chúng ta thấy cái thập tâm di diệu, thấy cái màu nhiệm bên trong ấy. Thành ra cái trường hợp đó giống như trường hợp mà Hòa Thượng Hư Vân nói, tất cả những người khác ấy, thì thấy bây giờ mất hết rồi, tất cả đều mất hết rồi, chùa chiền mất rồi, tiền của hết rồi, phải không? Còn gì nữa hết, mất hết rồi, khổ quá rồi, phải không? Tu không được nữa. Thành ra Hòa Thượng nói rằng người ta còn cho mình dai được ba đấu gạo đây thì để ăn sống để làm đây, sướng quá rồi còn đòi gì nữa. Cùng một việc mà hai ông nhìn khác nhau. Hai ông này nhìn khác nhau. Cái ông không tham thì nhìn khác, mà ông tham thì nhìn khác. Ông tham thấy cái gì mình mất hết. Hồi nãy đó là chùa không phải của mình mà mình nghĩ là chùa của mình. Đất đai đó là do đàn diệt cúng dường mà mình cũng nghĩ luôn của mình, phải không? Cho nên bây giờ ông nhà nước, ông ơi, nói cái này đâu phải của ông đâu, cái này là của nhân dân, phải trả lại cho nhân dân. Thì ông này ông nói tôi của tôi chứ, mà bây giờ tôi mất hết. Thanh Hòa Thượng Hư Vân nói đúng rồi, cái này là của nhân dân, của nhân dân mang tới thì bây giờ phải trả lại cho nhân dân, phải không? Thì đúng rồi. Thành ra ngài có trí tuệ, ngài thấy ngài đúng rồi. Còn những ông thầy khác đau khổ, nói cái này của tôi nhưng mà họ lấy hết đi, thành ra khổ chứ. Của nhân dân làm ra thì phải trả lại cho nhân dân. Cái nào của ta làm ra đó thì này gọi là của ta, mà của ta làm ra đó mà ta đem ta bố thí cho mọi người sống thì cái này là phước. Đây là người tu, đây khác. Trên bước đường tu chúng ta thấy, cho nên nó là ai tụng kinh Pháp Hoa, ai tu hạnh Bồ Tát mà nghe tới kinh Pháp Hoa sợ đó, thì cái trường hợp này những người mới phát tâm thôi, không phải Bồ Tát thiệt. Tại vì còn ở trên cao nguyên, cho nên cái này của ta, cái kia của ta, cái nọ của ta, ta ráng ta giữ, mà ta giữ không được ta mất hết, chúng ta khổ đây. Nhưng mà tới đây rồi, tức là tới đất ước đất bùng, giống như Hòa Thượng Hư Vân vậy. Cái này của nhân dân thì nhân dân lấy về, cái chuyện này của người ta lấy về chứ đâu phải của mình. Tăng vô nhất vật mà, ông thầy tu không có cái gì của mình này hết, phải không? Nên hồi xưa nữa, mấy thầy tu họ nói một câu rất là dễ thương mà rất là hay, gọi là gì? Đất vua, chùa làng, quán sải, phải không? Ông thầy không có gì hết, tức là mình ở trọ qua đêm thôi. Cái chùa đó là của làng, của nhân dân lập ra. Đất thì của vua, chùa thì của làng. Còn mình thì mình tới đây mình ở trọ. Mình ở trọ thì mình phải làm cho tròn cái bổn phận người ở trọ. Mình phải đốt nhang cho Phật, phải làm tu cho Phật, phải dọn quét chùa, người ta cho mình ở chứ. Chứ mình ở trọ rồi mình muốn chiếm làm chủ thì cái trường hợp này người ta loại mình. Cái chuyện này là chuyện bình thường, phải không? Nếu mà khi chúng ta nhận ra được tăng vô nhất vật á, thì cái trường hợp này chúng ta thấy ta không có cái gì để mất hết. Nên Đức Phật nói là ông trưởng giả vì mất đàn bò cho nên khổ, còn mấy thầy không có cái gì để mất hết cho nên mấy thầy không khổ, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận được cái chỗ này, cho nên không có kinh nghi sợ sệt. Nếu mà thực hiểu đạo rồi, tu hành rồi đó, thì không sợ nữa. Cái này sự thật. Thậm chí mà chết đi nữa ta cũng sợ nữa. Ta nói ngu quẩn dây không mà sợ gì nữa. Ta nói ngu quẩn dây không cho nên cũng không sợ luôn nữa. Chết cũng không sợ nữa. Thì cái trường hợp ai làm được ái. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được chỗ này. Cho nên Bồ Tát mà không sợ, Bồ Tát không sợ là chỗ này. Giống như là cái trường hợp đó, Ngài Thần Quang trước khi người ta chặt đầu Ngài đó, Ngài có sợ không? Ngài không sợ, phải không? Ngài nói một câu rất là dễ thương: nếu mà tôi còn sợ đó thì chặt đầu tôi cho máu nó chảy ra, còn nếu mà tôi không sợ đó thì chặt đầu tôi đó máu không chảy nữa, phải không? Không chảy ra được. Thành ra gió đau chặt đầu Ngài rớt cái đầu xuống rồi đó,
trong cường cổ không chảy máu ra, phải không? Đó, thì lúc bây giờ đó người ta nói ngài là người đắc đạo thực. Đây là trên bước đường tu đó, không sợ chết, không sợ nữa. Biết tới lúc chết rồi, truyền pháp được cho ngài tăng sáng rồi, thì ngài đi tìm cái chết để trả cái nợ này để xong chuyện thôi. Đó, thành ra Bồ Tát không sợ, cho nên không có kinh nghi sợ sệt, không sợ cái này. Bỏ cái này đi để chúng ta được cái gì cao hơn, phải không? Ta nên bỏ cái thân tứ đại này đi để nhập vào trong cái biển không. Bỏ cái này đi để chúng ta lên Đại Bạch Ngưu Sa, mà chúng ta trở vào ra tam giới một cách tự do tự tại. Cái này là điều quan trọng nhất. Ta nói thanh văn mà nghe kinh này còn kinh nghi sợ sệt, hàng tăng thượng mạng. Ta nói thanh văn thì có mấy hạng? Ta nói thanh văn là có 4 hạng. Ta nói có 4 hạng thanh văn. Cái hạng thứ nhất gọi là thị hiện thanh văn, tức là Bồ Tát nhưng mà hiện thân làm thanh văn. Cái hạng thứ hai đó gọi là thái chuyển thanh văn. Thái chuyển thanh văn tức là vì Bồ Tát đạo khó quá cho nên các ngài mới thục xuống làm thanh văn, tức là ẩn cư. Cho nên thí dụ như bây giờ trong lúc mà mình ra hành đạo, hành Bồ Tát đạo, tâm mình là hành Bồ Tát đạo, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh nghịch không làm được, cho nên bây giờ ẩn tu, thì người ta gọi là thoái chuyển thanh văn. Thì ở trong kinh Pháp Hoa gọi là thề nguyện an lạc, để khi nào ta thành Phật rồi, khi nào đủ duyên ta mới làm. Đây hàng thoái chuyển, chứ không dám điều mạng, không dám chết đâu nhé. Cái hàng thứ ba là gì? Cái hàng thứ ba là cái hạng mà thú tịch thanh văn. Thành ra khi mà chứng được cái niết bàn rồi, rớt vào biển không rồi, ở trong cái thế giới niết bàn thấy an lành quá, cho nên nó ở luôn đó, không nghĩ cái gì khác nữa hết, cho nên cái này gọi là hàng thú tịch. Thành ra đắc quả la hán rồi là trụ niết bàn, phải không? Nhưng mà nếu hay đắc quả la hán rồi đó, thì thường á, nếu mà có căn lành, có nhân duyên á, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được Đức Phật. Thành ra A-la-hán á, thì Phật giáo chúng ta cũng có A-la-hán, mà các đạo khác ta cũng có A-la-hán, phải không? Thành ra A-la-hán là hết sanh tử, là trường hợp chứng quả A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán á, mà ở trong Phật giáo là sao? Tại vì khi mà chúng ta tu hành là tu hành trong giáo pháp của Đức Phật, cho nên khi ta nhập biển không á, thì bây giờ tất cả đều không hết á, thì chúng ta lại thấy Đức Phật. Chúng ta dục nghĩ tới Đức Phật, cho nên Phật hiện ra. Nghĩ tới Đức Phật thì Phật hiện ra. Phật hiện ra thì chúng ta rơi vào trong thế giới Phật, rơi vào trong thế giới Phật, đi theo Đức Phật, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Đấy, thì cái trường hợp này đó là các vị Bồ Tát từ thanh văn chuyển qua Bồ Tát. Nhưng mà đắc quả La Hán rồi ấy, mà quên Đức Phật luôn đó. Ta nên quên Đức Phật luôn đó, thì cái trường hợp này không nghĩ tới Đức Phật nữa, thì cái trường hợp này nó không thấy Phật hiện ra, thì cái vị A-la-hán này trụ niết bàn, cho nên gọi là thoái tịch thanh văn. Còn nếu mà đắc quả A-la-hán rồi đó, nên Đức Phật nói là nghe kinh này á, mà kinh nghi sợ sệt á, là cái trường hợp này hàng tăng thượng mạng, tức là hàng thứ tư, hàng thanh văn thứ tư. Thứ tư là cái hàng tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà nghĩ mình đã chứng, chưa được mà nghĩ mình đã được rồi. Mình là A-la-hán rồi, phải không? Phật Thích Ca là A-la-hán, mình cũng là A-la-hán rồi. Đấy. Cho nên cái hàng này đó, thì đương nhiên nghe nói kinh Pháp Hoa đó, thì phải hành Bồ Tát Đạo, phải cứu độ chúng sanh thì mới thành Phật được. Cái này sợ lắm, phải không? Tôi ra khỏi sanh tử rồi, tôi bằng với Đức Phật rồi, phải không? Nhưng mà nếu nhìn kỹ đó, thì các vị A-la-hán và Phật có khác nhau đây. Đức Phật Thích Ca với ngài Xá Lợi Phất, ngài Kiều Trần Như đều là A-la-hán, nhưng mà Đức Phật Thích Ca khác, Kiều Trần Như khác và Xá Lợi Phất khác. Đây nó rõ ràng chứ. A-la-hán thì chung, nhưng mà A-la-hán của Đức Phật thì khác, mà A-la-hán của các vị kia thì khác. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Vì vậy đó mà khi mà chúng ta tu đây, nó bảo là ví như đạo diễn ở trên cao nguyên,
Mà bây giờ đó, cái người tu Pháp Hoa này tạc tỉnh Phùng Nguyên mới đào một cái là gặp nước. Đào cái gặp nước tức là ta tu được kinh Pháp Hoa này đó, là nhiều đời ta đã từng tu kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên lúc bây giờ ta gặp lại kinh Pháp Hoa, không cần suy nghĩ, không cần nói gì, ta coi đây là nhất rồi. Đây là sự thật. Ta nói trên bước đường tu nó có những người lạ lắm, không hiểu gì ở trong kinh hết ấy. Nhưng mà nghe nói tới hai chữ Pháp Hoa một cái là tự nhiên ngộ được. Ngộ được. Thì đây là nhiều đời người ta tu rồi. Đấy. Cho nên mới vừa nghe là ngộ rồi, vừa đào cái là thấy nước rồi. Cho nên cái chỗ này người ta gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, hay là tu nhiều kiếp mà ngộ nhất thời. Tới cái hồi ngộ đó thì cái trường hợp này nó nhanh lắm. Còn khi tu là lâu lắm. Tu cho đến khi ngộ được thì cái trường hợp này đó, được khai ngộ thì tới đây đó, chúng ta mới đắc đạo. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này gọi là đạo nguyễn, đạo diễn, tạc tỉnh Phùng Nguyên, tiễn tế lao sanh chi muộn. Thế nên khi mà chúng ta đạt tới chỗ này rồi đó, thì quý vị thấy mọi việc tu hành của chúng ta nó trở thành dễ dàng lắm. Nó không còn khó như hồi đó nữa. Thành ra chúng ta không ham muốn, nhưng mà mọi việc á, nó tự xảy ra, nó tự xảy ra tốt lành cho ta thôi. Thành ra như là có một cái gì sắp đặt sẵn vậy biết. Hay nói một cách nào đó, tôi tin cái này do Phật sắp rồi biết. Tức là Phật sắp xếp rồi, cho nên nó thành như vậy thôi. Chứ mình không có khả năng làm gì hết. Mình có khả năng làm. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, tự nhiên sao nó nhàn hạ, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không làm gì hết mà mọi việc nó đều thành. Vì vậy đó mà Tống Nhân Tông Hoàng Đế mới nói là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Thấy ông sư thì ung dung tự tại, không làm gì hết mà sao việc nào của ông nó cũng tốt hết. Cái này lạ chưa? Trên bước đường tu chúng ta chỗ này là đặc biệt. Chỉ y xuất bảo tầng tư chi khách chi cơ, kiến văn tùy hỷ thượng kết Phật quả chi duyên, tính thọ phụng hành dịnh sứ chân thường chi lạc. Còn ba câu nữa tuần sau chúng ta học tiếp. Xin gần ở đây. Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.